lượng dân phòng, công an cắm chốt các điểm di chuyển ra vào khu vực quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, ngăn chặn một bộ phận người dân đi tập thể dục, không để tụ tập đông người và nhắc nhở xử phạt hành vi không đeo khẩu trang. Có thể thấy việc giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 CTTG của Thủ tướng Chính phủ hai tuần qua trên địa bàn thành phố Ninh Bình được thực hiện khá nghiêm túc. Từ người dân cho đến các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đều chấp hành tốt việc hạn chế ra đường, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi giao tiếp làm việc. Đây là việc làm quan trọng cần thiết để hạn chế nguồn lây nhiễm trong cộng đồng, sớm ngăn chặn được dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, từ người dân cho đến các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố đều nhận thức sâu sắc về ý nghĩa quan trọng của việc giãn cách xã hội, thể hiện bằng những chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng chống dịch, trong thực hiện nghiêm những quy định về giãn cách xã hội của cả cộng đồng. Cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, những ngày qua các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực hành động, đảm nhận nhiều phần việc ý nghĩa, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Hưởng ứng phong trào phụ nữ chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19, bà Lê Thị Nga đã ủng hộ nhu yếu phẩm để chia sẻ một phần khó khăn với cán bộ y bác sĩ đang ngày đêm căng mình chống dịch. Bà Lê Thị Nga, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư cho biết, nhận thức việc chống đại dịch COVID-19 là rất quan trọng. Gia đình tôi cũng có bàn bạc chung tay ủng hộ một bột 100kg gạo để hỗ trợ cho các y bác sĩ. Để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch, hội phụ nữ xã Ninh Giang đã tặng khẩu trang, đặt các chai nước rửa tay miễn phí tại cổng chợ và kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương cũng như nhân dân chấp hành nghiêm các quy định trong phòng chống dịch. Tiền mặt và thực phẩm cũng được hội phụ nữ hỗ trợ cho các gia đình hội viên nghèo, khó khăn trong xã. Chị Trần Thị Hạnh, chủ tịch hội phụ nữ xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư cho biết, vận động các cái chị em ở trong ban chấp hành để quyên góp ủng hộ bằng tiền mặt và bằng hiện vật mua về khẩu trang để tặng cho tại hai điểm chợ, chợ khu Trung Chữ và chợ khu Đông Giang. Vận động chị em quyên góp bằng gạo, bằng mì tôm, rau củ quả và bằng trứng để ủng hộ cho các cái hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trên địa bàn. Bà Vũ Thị Thanh Mai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư nói, có lãnh đạo của bên phụ nữ và quan tâm đến gia đình của tôi về coi như là hỗ trợ về gạo rồi thực phẩm các thứ thì tôi xin, gia đình tôi xin cảm ơn. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh đã huy động ủng hộ trên 82 triệu đồng, sản xuất và phát miễn phí trên 26.000 khẩu trang tự may, khẩu trang y tế, tặng nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay cho hội viên và nhân dân. Bên cạnh đó, các cấp hội còn huy động chị em làm mặt kính phòng chống giọt bắn để tặng những cán bộ chiến sĩ làm việc tại khu cách ly tập trung ở tỉnh. Gạo, mì tôm và nhiều nhu yếu phẩm khác được hỗ trợ cho hàng nghìn gia đình hội viên nghèo, hộ già yếu, bệnh tật, giúp họ vượt qua khó khăn. Bà Nguyễn Thị Tỉnh, chủ tịch hội phụ nữ tỉnh cho biết, chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo các cấp hội để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ thị 16 của Thủ tướng cũng như là kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể ví dụ như là ủng hộ một ngày lương, ít nhất một ngày lương, hay là các cái tin nhắn, và đặc biệt là cái việc mà may cái khẩu trang, dọn các cái vệ sinh đường làng ngõ xóm, rồi là trong gia đình của mình để đảm bảo vệ sinh cũng như là để hạn chế cái dịch bệnh lây lan ra toàn xã hội. Những việc làm nghĩa tình của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã và đang thể hiện vai trò tích cực, góp phần cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Đại dịch COVID-19 bùng phát đã gây ra không ít hệ lụy đối với sức khỏe, việc làm, thu nhập của người dân, nhất là những đối tượng yếu thế như người nghèo, người khuyết tật trong xã hội. Cung Phương là xã vùng cao của huyện Nho Quan, đời sống kinh tế của bà con còn gặp nhiều khó khăn. Số hộ nghèo của xã chiếm 5,7%, hộ cận nghèo là 7,5%. Công tác tuyên truyền phòng chống dịch cho các đối tượng là hộ nghèo, người khuyết tật được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Ông Đinh Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cốt Phương, huyện Nho Quan cho biết: hộ nghèo và người khuyết tật thì được ưu tiên hàng đầu. Thì các trường hợp khuyết tật thì đi lại vận động rất khó khăn. Đảng ủy ban nhân xã Cốt Phương đã tuyên truyền đến từng thôn, giao cho các ban ngành đoàn thể đến từng hộ gia đình, hộ nghèo, hộ khuyết tật, tuyên truyền những cái liên quan đến dịch bệnh. Huyện Nho Quan đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
chị Đinh Thị Loan, thôn Sấm Ba, xã Quốc Phương là người khuyết tật, nằm trong diện hộ nghèo. Từ ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, cuộc sống của hai mẹ con vốn đã khó khăn, nay càng thiếu thốn hơn. Gia đình chị đã được nhận những vật dụng thiết yếu như nước rửa tay, khẩu trang, xà phòng và một số nhu yếu phẩm do các tổ chức từ thiện tài trợ. Chị Đinh Thị Loan, thôn Sấm Ba, xã Quốc Phương, huyện Nho Quan cho biết: Tôi thực hiện cái hỗ trợ thiết thực như thế này là chúng tôi rất cảm ơn các tổ chức, rất cảm ơn những cái đoàn thể mà đến trao những món quà thiết thực cho gia đình nhà tôi. Tôi rất cảm ơn ạ. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi dự án thúc đẩy hòa nhập của người khuyết tật và xây dựng cộng đồng thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu tại huyện Nho Quan do một tổ chức phi chính phủ của Đức tài trợ. Tổng cộng có hơn 200 suất quà đã được trao đến tận tay các hộ gia đình là người khuyết tật, người nghèo ở các xã Quốc Phương, Kỳ Phú, Thạch Bình. Bà Đồng Thị Trường, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan cho biết: Từ rung động của chính quyền và các cơ quan, tôi rất cảm ơn. Tôi cảm thấy yên tâm để vượt qua những lúc dịch bệnh. Ông Vũ Đình Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan nói: Công ty xã đã tập trung tuyên truyền vận động để cho tất cả các tổ chức, cá nhân, các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã vào cuộc. Trong lúc này thì có thể nói là đó là những món quà rất ý nghĩa đối với địa phương, cũng như là giúp đỡ cho các hộ nghèo, hộ khuyết tật về tinh thần cũng như là về vật chất để thêm có động lực để cùng với địa phương cũng như với cả nước để phòng chống dịch Covid. Sự giúp đỡ kịp thời của các tổ chức, cá nhân đã góp phần nâng cao nhận thức cho bà con vùng sâu vùng xa, đồng thời đẩy lùi nguy cơ bệnh tật, góp phần ổn định an sinh xã hội, thể hiện đúng phương châm của Thủ tướng Chính phủ không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Nhiệm kỳ 2015-2020, bằng nhiều giải pháp, Đảng bộ thành phố Ninh Bình đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo cuối nhiệm kỳ chỉ còn 0,89%. Thành phố đã huy động nhiều nguồn lực cho công tác này, trong đó thực hiện tốt chính sách trợ cấp bổ sung hàng tháng cho các đối tượng già cả, cô đơn, không nơi nương tựa, không còn khả năng lao động. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố đã trích 128 triệu đồng từ nguồn ngân sách để hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, phát động các đoàn thể hỗ trợ về giống, vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp hội viên phát triển kinh tế, vận động hỗ trợ xây mới, sửa chữa 122 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách, hàng năm dành nguồn kinh phí 14,5 tỷ đồng tổ chức thăm hỏi hỗ trợ người nghèo, việc chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Trong nhiệm kỳ qua, thành phố Ninh Bình đã hoàn thành xóa nghèo, cận nghèo cho các đối tượng chính sách, 3 phường không còn hộ nghèo. Đến nay, huyện Hoa Lư đã có 7 thôn xóm và xã Ninh Giang đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến đến hết năm nay, huyện phấn đấu có thêm 8 thôn xóm và một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện Hoa Lư vận dụng các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh để thống nhất áp dụng hỗ trợ kinh phí cho các thôn xóm. Theo đó, huyện hỗ trợ 200 triệu đồng cho mỗi thôn xóm đăng ký xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đảm bảo các tiêu chí theo quy định. Đẩy nhanh việc hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các xã hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đôn đốc các ban quản lý dự án, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật và công trình phúc lợi tại các xã nhằm sớm đưa vào sử dụng, đảm bảo chất lượng. Cũng như